Sau đây tôi sẽ hướng dẫn chị em là ta sẽ lau phần cửa sổ kính này có lan can bảo vệ đúng không ạ? Đầu tiên là ta cũng chuẩn bị bộ làm kính đúng không ạ? Bông kính này các chị em tháo ra. Để ta giặt cái phần bông này. Sau ta vắt khô đi. Ta lồng trở lại. Khi lồng trở lại có cái phần giữ của bông đây các chị bóp lại. Tiếp theo là ta sẽ gì ạ? Xịt nước kính trên bề mặt kính, phần cửa này để đảm bảo an toàn thì các chị khóa nó lại phải không ạ? Vì nước kính chúng ta đã hòa loãng rồi thì các chị có thể xịt đậm hơn các chị nhé. Nên phần kính ta dùng bông kính này, ta chà. Các chị em nhớ là chà, ta chà mạnh tay lên để cho cái vết bẩn trên kính nó bị nó bật ra phải không ạ? Và nguyên tắc khi mà ta gạt kính là bề mặt kính còn phải ướt. Nên là khi mà các chị chà xong ấy là các chị gạt luôn đúng không ạ? Ta để tay kính vì có lan can ta để ngang như này. Ta gạt theo một chiều. Sau khi gạt xong người ta lau lại cái tay kính này cho khô. Ta thực hiện tiếp lần hai, vết nọ đè lên vết kia. Đó. Ta gạt. Sau đó ta lại lau khô tay kính. Gạt tiếp lần tiếp theo. Ta lại lau khô. Bây giờ lau đến cái viền kính này đúng không ạ? Để đảm bảo cái khăn của chúng ta không bị chạm vào kính thì các chị em cho ngón tay của chúng ta vào khăn như thế này nhé. Đấy. Và để đảm bảo là khi ta lau là ngón tay ta chỉ chạy trên phần mép kính này thôi. Khăn sẽ không bị chườm vào kính. Và lau ta sẽ lau miết. Lau từ trên xuống dưới. Đấy. Sau này ta đổi mặt khăn khác đúng không ạ? Ta cũng lau miết từ trên xuống dưới. Đến đây ta lau miết thế này, phải không ạ? Bây giờ đến cái phần thành rộng hơn như này. Thì các chị để khăn rộng ra, phải không ạ? Để ta miết toàn bộ cái phần mặt của cái khung cửa này. Và vẫn là lau miết, phải lau từ trên xuống dưới. Sau đó ta có thể đẩy cái phần cửa kính này ra để ta lau cái mép bên trong của nó. Đó. Lau phần mép. Và phần bên dưới. Đó, như vậy xong phần phía bên trên này các chị nhé. Rồi ta chuyển xuống phần bên dưới cũng như vậy. Ta cũng xịt nước kính vào bề mặt của kính này. Sau đó ta dùng bông kính. Ta chà. Ta đánh sạch bụi bẩn trên bề mặt kính. Kính càng bẩn thì các chị em chà đi chà lại nhiều lần, phải không ạ? Sau khi chà xong thì bây giờ ta gạt. Ta cũng gạt theo một chiều. Sau khi gạt thì ta lại lau khô tay kính đi. Thực hiện tiếp lần 2 thì vết nọ ta gạt đè lên vết kia. Đấy, thực hiện tiếp. Lau viền kính, chúng ta cũng lại cho ngón tay vào khăn. Ta chạy trên mép của kính. Lau miết. Lau viền bên ngoài. Ta để mở rộng khăn ra. Lau miết từ trên xuống dưới. Bây giờ ta sẽ lau đến phần song cửa, phải không ạ? Thì các chị em nhớ là để ta lau một lúc là ta được bốn mặt của cái thanh này thì ta cầm khăn tròn vào, phải không ạ?
Ta cầm khăn tròn vào như này thì khi ta lau là tất cả các mặt đều được lau này và lau miết này. Đấy. Cầm tròn khăn vào. Đấy, cái tầm với của chúng ta thì chúng ta có thể dùng hai tay nó sẽ nhanh hơn, phải không ạ? Đấy, ta dùng hai tay, ta miết nó nhanh hơn. Thì lau một lần như thế là ta sẽ lau được tất cả bốn mặt của cái thanh này rồi, phải không ạ? Và như vậy ta đã lau xong cái phần khung cửa sổ kính có lan can bảo vệ, phải không ạ?